đây cũng là một cái khu cao su khác. Ở đây thì người ta đang bỏ những cái bao phân để bón phân cho cao su. Những cái bao tải này là bao phân đấy các bạn. Đó, bao phân trắng xóa cả một cái vườn cao su này. Rất ngập sâu. Là mà. Nãy giờ được chục bẫy rồi nè. Mà chưa được em nào hết trơn. Không tìm đâu hay mấy khu này hay chứ. Luôn lách vô trong tận lô cao su thì được mấy khu vắng vẻ này rồi. Đâu phải ai cũng dám vô. Dạ, trong xã thì xã bảy tặc thôi. Chứ ai cũng kiếm bảy tặc. Thôi, kiến này nó chơi uống mủ luôn nè. Đấy, kiến vàng chơi uống mủ luôn, ghê thiệt. Bầy kiến nó đang kéo mủ lên, nó làm gì đây? Quá trời kiến vàng. Thêm một cái bẫy nữa nhưng mà không lấy con rắn nào, chưa dính em nào hết, rất là gian nan. Gian nan bắt đầu nám. Yên tâm đi, cũng còn khoảng chục cái bẫy nữa. Bây giờ là đang tầm 12 giờ trưa, khu này đang rất vắng vẻ. Phía xa kia có một cây bình bát, có hai trái bình bát. Đó, cái bình bát là cái đằng xa đó có mấy trái. Đó cái bình bát. Mấy trái bình bát luôn. Bỏ cái này có một đằng. Dính không? Chỗ này dính thôi. Đây mấy cây gì ta? Cây bò. Cây bò. Không. Dính máy gầm này. Nghiên cứu máy gầm hả? To bằng cổ tay không? Đó, đặt đây nè. Dưới cây nè. Cảnh bụi á. À vậy hả? Dính cái máy gầm. Bữa sau mấy bữa sau là nó dính được con hành nữa. Đặt 5 lần dính 5 con nha. Hay đó. Lần thứ 6 là xong ăn trộm giữa bẫy luôn. Đúng cây nào mắc giữa bẫy. Bị phát hiện. Chỗ ngon nhất mà cuối cùng là bị cái cây đốn gãy và người ta phát hiện ra luôn. À dây bò. Ừ. Tầm lúc nào gắn leo lên đó.
đường đi của nó khoái. Không mấy gầm đó này. Mấy gầm độc không ta? Ủa con nó bán cho ai? Nó qua đây nó mua hay mình mang qua đó? Mấy triệu không? Triệu hả? Ủa cái con mà con gì bữa đó con gì khoang á? À con đó con máy gầm là con rắn gọi là gì tự nhiên quên tên à? Nục cái gì? Cặp nong con nong á? Là máy gầm á hả? À bây giờ mới biết là cặp nong là con máy gầm. Con nó nhỏ xíu mà ha. Có 14 gram mà. Bằng hai ngón tay chắc. Chắc cỡ hai ngón tay à. Cái tư vậy bữa anh nhắn là 14 gram. Anh nhắn 14 cái g vô em tưởng là có 14 gram thì nhỏ xíu à. Cái bảo thôi từ nào xuống quay cũng được. Ông kia hỏi là to hay nhỏ. Cái nói 140 gram á hả? Ừ. 140 gram. Cái hình coi cà bá vậy mà. Ừ mà thấy cái hình trong nó to lắm mà. Cái ông kia không mua. Kêu nhỏ quá. Rồi bức tư là bự lắm chứ. Rồi ôi. Bữa đó bữa tính chạy xuống để quay ấy chứ. Còn nó hàng độc á ha. Sợ sợ nó thoát ra gì. Thì cũng ớn nhỉ. Để chỗ anh Tăng cái đừng đi á. Cái người kia vô ra mới sợ thế mẹ. Đã cũng ớn. Sợ mấy người nít nó vô chọc sao nó. Có em bao lưới rồi kiếm bạch hết rồi. Vì nó vô cái lòng để trong cái lòng nhiều không. Ừ. Lấy bao lưới rồi lấy thêm mấy cái bao buộc cái lòng. Sợ nó chết đủ. Nhìn thấy khoang khoang cái ghê không. Con đỏ con đen. Không có hiếm. Tiếc quá bữa đó không kịp xuống. Có hả? Trời uổng chứ ta. Đánh chết thúi luôn. Vậy là bây giờ quên cái bẫy này rồi. Con rắn nó ăn chuột xong nó cũng chết theo luôn. Chết rồi không? Đứa này có ghê. Trời ơi. Bậy hay luôn đó. Một cái bẫy lâu ngày không kiểm tra lại phát hiện ra thì rắn chết chuột cũng chết trong đó luôn cứ hoắc luôn. Trời ơi mùi chuột chết thì đâu nó mùi ghê quá này. Khu này là khu rất là vắng vẻ không biết người ta đi cậu ngủ có sợ không này. Cây cối um tùm từ đầu này là không thấy đầu bên kia luôn. Rất là vắng vẻ. Ây da, bị con kia nó cắn. Ây da, cái nóc của hàng chi. Nó công gì đây trời. Cái nó nằm trong cái gì này bắt được con gì đây ghê yeah.
anh Phú đang đi rửa cái bẫy rắn. Cái bẫy rắn lúc nãy bị chuột nó chết thúi quá, đang mà phải mang xuống suối để rửa nó đi. Quá hôi, thúi kinh khủng luôn. Bỏ đi luôn anh. Bỏ luôn hả?